Ngày hôm nay thì Hen đang ở tiệm vàng để lựa quà tặng mẹ trong dịp đón Tết đầu năm. Lấy cái con đặt bữa đi con Hảo. Chắc bữa nó vừa với dây con mua cho mẹ. Tại vì Hen rất là kiểu quần áo hay là giày dép thì Hen mua thường xuyên, nhưng mà mỗi lần mà dịp về đặc biệt như vậy á, Hen sẽ chọn những cái gì mà hơi giá trị một tí để tặng cho mẹ. Thì cái lựa chọn ưu tiên hàng đầu của Hen đó là vàng. Hen đã mua khá là xương xương vài miếng vàng, không lộn, một ít vàng cho mẹ của mình, ví dụ mẹ đeo này hay là bông tai hay nhẫn gì đó. Nói chung là Hen khoái mua vàng cho mẹ lắm. Thì Hen nhớ là Hen mua cũng nhiều á. Hen mua không nhớ nữa, đại khái là mua dây chuyền này, mua lắc tay này, mua bông tai này, hầu như là cứ mua như vậy á. Còn nhẫn là hay mua lắm, mà mua mẹ hay bán đi, kiểu như là mình mua mấy cái, ủa mẹ sao còn cái hai cái vậy, mẹ bán bớt. Nhưng mà mua cái to vậy thì mẹ không có bán. Đã mua cho mẹ nè, cái dây hồi trước Hen mua cũng to, tại vì chưa có mặt dây chuyền nên Hen mới đặt cái này cho mẹ, cho cô Thảo làm. Còn cái này thì Hen mới qua Hen thấy tặng cho mẹ lúc ta 83. À dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Nói chung là Tết năm nay thì khá là vui, khoảng tầm là 28 Tết là Hen, 27 Tết là Hen đã có mặt ở dưới quê rồi. Và Hen chuẩn bị Tết với gia đình của mình, ví dụ như là khoảng tầm 29 Tết. 29 Tết thì nhà Hen gói bánh Tết. Và trong ngày 29 của buổi chiều á, Hen sẽ đi mua mai, Hen đi mua mai rồi mua hoa trưng ở trong nhà. Và sáng 30 Tết thì Hen sẽ đi tạo mộ ông bà. Rồi tới ngày mùng 1 Tết thì gia đình chúc Tết với nhau, quây quần với nhau, uống cà phê, cắn hạt dưa, ngồi quây quần bên bếp. Thường người ta hay đeo đi sự kiện là khoe kim cương à. Chắc cô Thảo bữa nào cho con mượn con đi event đi cô, xong con trả lại cô. Ok, được thôi. Con mượn hết tiệm vàng, con đeo hết, con đi. Xin cảm ơn tất cả quý độc giả của Ngôi Sao Trăm Nét đã theo dõi hành trình theo mua vàng của Hen. Xin chúc cho tất cả quý độc giả của Ngôi Sao Trăm Nét sẽ có một cái Tết thật là ấm cúng. Mặc dù là năm nay chúng ta cũng có một chút nỗi buồn, nhưng mà hãy gạt những cái điều buồn đó đi để đón một cái Tết thật là vui vẻ với gia đình của mình. Và hơn hết là chúc cho tất cả quý vị, quý độc giả sẽ có một cái Tết thật là bình an, thật là nhiều sức khỏe, và năm mới thật thành công, phát tài.